Ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đi ngủ phải suy nghĩ xem ngày mai nấu gì cho cả nhà. Đồ ăn dặm cho con thì cả ngày hai bữa khác nhau, không trùng bữa nào. Rồi thì đồ cho chồng mang đi làm, mà đồ ăn cho chồng mang đi thì lại không trùng với đồ ăn của cả nhà của tối hôm trước. Các bà nghe đến đây đã thấy nhức nhức cái đầu chưa? Nên mỗi lần đi chợ là tôi lượn ít nhất 2 vòng mà vẫn cảm thấy chưa đủ đồ. Lá cải và hành trần qua nước sôi cho mềm, rồi tôi cắt sống lá cải đi cho dễ cuốn nhé. Thịt băm thì tôi ướp như trên màn hình, đơn giản dễ làm nhỉ. Mà cái này thì nhà ai cũng có. À còn thiếu thêm ít nấm mèo đấy.